chúng ta đang sinh sống vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm luôn có ở khắp mọi nơi. Nhà mình là chỗ tốt nhất. Những thứ cần có đều có. Cái nào không có tức là không cần thiết. Mèo bơm. Tôi phải đi cứu nó. Con không muốn giống ma chút nào. Chắc kia là gì ạ? Hình như là con mèo á. Không, con mèo bay dư lượng. Bán thú nhồi bông, bán thú nhồi bông. Cháu thích đi đâu thì sẽ đi đó. Cho xem bức ảnh dù lượng được không? Dù có sợ hay không thì nó vẫn nguy hiểm. Mèo là loài đáng ghét nhất. Em đã không bảo vệ được cô ấy, nhưng nhất định em sẽ bảo vệ cho mèo bông. Em là ba của nó. Em phải đi tìm nó. Đi ngay bây giờ. Em phải đi cứu mèo bông. Mèo bông. Ba cháu luôn muốn bảo vệ cháu. Cháu là người thân duy nhất của cậu ấy trên đời này. Khi đó cậu ta vẫn là một tên nhóc. Ba ơi, ba ơi. Giống như cháu bây giờ vậy. Nhà của tụi em ở trong tòa nhà đó. Là tòa nhà nào? Tòa nhà đó. Tòa nhà kia. Tòa à, à, không. Cửa sổ kia kìa. Nhà mình mà cũng không biết.